Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Mosso Falcon, một dòng xe đạp được sử dụng bộ khung là nhôm 7005, bộ chuyển động Shimano Aceza giảm xóc hơi đến từ thương hiệu Ebicon SR Santur và đang được bán tại cửa hàng với mức giá là 8,5 triệu. Một chiếc xe đạp thương hiệu Mosso rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi, thương hiệu đến từ Đài Loan, nội địa Đài Loan, một chiếc xe chính hãng. Cái thương hiệu Mosso này thì chuyên được sử dụng những bộ nhôm 7005, một loại nhôm siêu nhẹ và kỳ là bền. Dòng nhôm gọi là gần như là ngon nhất trong dòng xe đạp thể thao rồi. Chỉ sau những cái dòng như là Gantrek thì họ có những cái nhôm sản xuất riêng. Thì cái nhôm 7005 này nó là ngon nhất rồi, nếu mà không tính những cái hãng sản xuất nhôm riêng. Thì tôi mang về một chiếc Mosso Falcon được sử dụng cái tông màu trắng xanh đen, rất là thể thao và cực kỳ là trẻ trung, đẹp mắt. Sử dụng bộ vành bánh là 26 inch các bác nhé, 26 inch. Máy ưa là bi vòng, sử dụng vòng bi bạc đạn và bộ chuyển động của xe là full một bộ Shimano Aceza với 9 tầng líp và 3 tầng đĩa, đùi đĩa trục rỗng DOG, đùi đĩa của Shimano DOG các bác nhé, và bộ chuyển động Aceza 9 líp 3 đĩa. Trên phần ghi đông của chiếc xe đây thì nó được sử dụng bộ tay bấm xả Shimano Aceza, cụm phanh dầu, sử dụng phanh dầu, có HB giết. Máy ở trước cũng là bánh bi vòng luôn các bác nhé, sử dụng bạc đạn đấy, vòng bi bạc đạn và trang bị thêm một bộ giảm xóc hơi đến từ thương hiệu SR Santur, model Ebicon. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 73-74 đi là phù hợp. Phần chuyển động của chiếc xe đây, các bác nhìn trên hình đây, chuyển động rất là mượt mà, hình như là không có lỗi nhỏ luôn. Thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.